Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô U Minh Giáo Chủ Hàng Nguyện Độ Sanh Địa Ngục Vì Không Thể Bất Thành Phật. Chúng sanh độ tặng phương chứng Bồ Đề. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bốn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô U Minh Giáo Chủ Hàng Nguyện Độ Sanh Địa Ngục Vì Không Thể Bất Thành Phật. Chúng sanh độ tặng phương chứng Bồ Đề. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bốn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô U Minh Giáo Chủ Hằng Nguyện Độ Sanh Địa Ngục Vì Không Thể Bất Thành Phật. Chúng sanh độ tặng phương chứng Bồ Đề. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bốn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tham gia vào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Như Lai Tán Thán Phẩm Thứ Sáu. Phật phóng quang dạng bảo, lúc đó khắp thân của Đức Phật Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra các thứ tiếng lớn bảo khắp cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và hàng trời rồng quỷ thần vân vân lắng nghe, hôm nay ta ngự khang ra bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bằng để cứu giúp tất cả hội chúng sanh. Sau khi ta diệt độ hằng thời hằng Bồ Tát đại sĩ, các ông cùng với trời rồng quỷ thần vân vân nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Phổ Quản thư thỉnh nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quản cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bằng, như thế trong mong Đức Như Lai vì những chúng sanh trân thờ mật pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng Bắc Bộ và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Quản Bồ Tát cùng trân tứ chúng rằng: lắng nghe ta sẽ vì các ông mà được nói những sự phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quản bạch cùng Phật rằng: văn bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe Đức Phật dạy sự lợi ích. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Phổ Quản Bồ Tát: trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là liếng mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quản, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào, hoặc là họ vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau lợi 100 lần, không còn phải bị xoa đọa vào ác đạo nữa. Ví dụ ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vị của vương, không hề mất sự lợi lớn khỏi nữ nhân. Như có người nữ nào nhằm chán thân ái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cắt bàn đất đá keo sen đồng sắt vân vân, ngày ngày thường đêm hoa hương đồ ăn đồ uống y phục gấm lụa tràng phan tiền bạc vật báo vân vân cúng dường như thế mãi không thôi, người thiện nữ đó sau khi mẫn một thân gái hiện tại thề đến trăm nghìn muôn kiếp không còn sanh vào cõi nước có người nữ muốn nữa là thọ thân gái, trừ khi vì lòng từ phất nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh nương nơi phước cúng dường của Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, và trăng trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa, thân xinh đẹp lại nữa. Này Phổ Quản Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều tật bệnh đến nơi trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng trong khoảng một niệm một khoảng một bữa ăn, người đó người nữ đó trăng nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có tật bệnh. Người nữ xấu xí đó nếu không nhằm chán thân gái thời trăng nghìn muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho nấy làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả tướng mạo đoan trang xinh đẹp, do vì có lần chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế, quỷ thần hộ vệ lại nữa. Này Phổ Quản, như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đấu trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà đổ các thứ kỹ nhạc ngâm ca ngợi khang dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa một người hay nhiều người, những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng thở vị lai sau thường được trăm nghìn vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, còn không cho những việc không giữ đến nay ta người đó, huống là để cho người đó phải chịu các tai họa bất ngờ khinh che mắc tội lại nữa. Này Phổ Quản Bồ Tát, trong đời sau như có người và ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cung kính cúng dường ngợi khen chim
Ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê cho là không có công đức, cùng không có sự lợi ích lớn, hạt nhân răng ra cười, hạt chê sau lưng, hai chê trước mặt, hạt khuyên bảo người khác cùng chê, hạt khuyên bảo một người cùng chê, hai nhiều người cùng chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm thời những kẻ đó đến sau khi một nghìn đức Phật trăng hiền kiếp nhập diệt cả bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng, qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân làm ngạ quỷ, rồi mãi đến một nghìn kiếp sau mới thọ thân xuất sanh, lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người, giàu được làm người nhưng ở vào hạ bần cùng hàng hạ tật nguyền thiếu sức, hay những bị những nghiệp ác ràng buộc vào nơi thân, không bao lâu phải xoa đọa vào ác đạo nữa. Này phổ quản khinh chê người khác cúng dường mà còn phải mắc tội báo xấu khổ như thế, huống nữa là tự vì sanh ác kiến mà khinh chê phá diệt tiêu tội chướng lại nữa. Này phổ quản Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, chồng sống hay muốn chết cũng đều không được, hạt đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hạt thấy đi trên đường nguy hiểm, hạt bị bóng đèn, hạt với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại vân vân, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều là do nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hạt là khó chết, hạt là khó lành, mắc phạm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đấu trước tượng của chư Phật Bồ Tát tao tiếng mà đọc kinh này một biến, hạt lấy những món vật riêng của người bệnh ưu tiết như y phục đồ quý báu nhà cửa ruộng vườn vân vân, đấu trước người bệnh cất tiếng lớn mà sướng lên rằng chúng tôi trên đó họ đó nay về người bệnh này, đấu trước kinh tượng đem những của vật này, hạt cúng dường kinh tượng, hạt tạo hình tượng Phật Bồ Tát, hạt xây dựng chùa tháp, hạt sắm đèn dầu thắp cúng, hạt cúng vào của thường trụ, xướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt, thời hạt 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày cứ lớn tiếng xướng bịch như tranh và lớn tiếng tụng kinh này, sau khi người bệnh đó mẫn chung thời giàu cho từ trước có tự và nặng nhẫn đến 5 tự vô gián cũng được khỏi thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đảo cũng tương thương nhớ họ biết việc đời trước, huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hạt bảo người khác biên chép, hạt tự mình đắp vẽ hình tượng Bồ Tát cho đến bảo người khác đắp vẽ, người đó khi thọ quả báo chắc nặng nhiều lời hơn này phổ quản Bồ Tát. Vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngỡ khang kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh thời, ông cần phải dùng 100.000 phương trước biến hóa người đó phát lòng siêng năng, chớ có đừng thối thất. Thời có thể được 100.000 muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai siêu độ vong linh. Lại nữa này phổ quản Bồ Tát, như có chúng sanh đời sau hạt trăng giấc ngủ hạt trăm chiêm bao thấy các hạng quỷ thần nhẫn đến các hình lạ rồi đắp hạt buồn bã, hạt khóc lóc, hạt rầu rĩ là hạt than thở, hạt hải hùng, hạt xạ xẹt, đó đều là vì hạt cha mẹ con em, hạt chồng vợ quyến thuộc trong 1 đời 10 đời 200 đời 1.000 đời về thở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trong mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não nên mới sanh về mách bảo do người có tình cốt nhục chăng đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu cứu thoát khỏi ác đạo. Này phổ quản, ông nên dùng sức oai thần khiến hàng quyến thuộc đó đấu trước kinh tượng của chư Phật chư Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này, hạt thỉnh người khác đọc đủ 3 số biến, hạt đến 7 biến như vậy cả quyến thuộc đương mát trăng ác đạo kia khi tiến tụng kinh đủ mấy số biến đó san sẻ đạn giải thoát, cho đến trăng khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa, khỏi nô lệ lại nữa. Này phổ quản, như đời sau có những hạng người hạ tiện, hạt tá trai, hạt tá gái, nhẫn đến cả không được quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra, cần phải sám hối đó. Thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Những người trên đó sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời trăng trăng nghìn muôn đời về sau thường sanh vào bậc tôn quý trọng, không bao giờ phải xoa đọa vào ba đường ác khổ nữa, sanh con dễ nuôi lại vài nửa. Này phổ quản Bồ Tát, về trăng thở sau này nơi cõi Diêm Phù Đề, trăng hoàng sắc đế lợi bà la môn trưởng giả cư sĩ tất cả các hạng người và những dân tộc dân họ khác, như có người nào mới sanh đẻ hạt con trai hạt con gái đậu trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra nó mà tụng kinh điển này không
không thể nghĩ bằng này, lại vì đứa trẻ đó mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát Đủ Một Muôn Biến. Được vậy, thời đứa trẻ hạt trai hay là gái mới sinh ra đó, nếu đời trước có gây lấy tội quả chi cũng đạn thoát khỏi cả, nó sẽ ăn ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như đứa trẻ đó nương phước lực của mà thọ sanh thời đời nó cần được ăn vui hơn, càng sống lâu hơn, ngày thập trai tụng kinh được phước lại vài nửa này phổ quán trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm 18, 23, 24, 28, 29 và 30. 10 ngày trên đây là những ngày các nghiệp tổ chức nhóm lại để định là nặng hay nhẹ tất cả những cử chỉ, động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, không có điều gì là chẳng phải là tội lỗi. Hơn nữa là những kẻ buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm phạm ngữ trong điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong 10 ngày trên trai kể trên đây mà có thể đấu tước tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh để đọc tụng kinh này Đủ Một Muôn Biến, thời chúng quanh chỗ người đó ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc trong khoảng 100 vô tuần không có xảy ra những việc tai nạn, cùng chính nhà của người đó ở tất cả mọi người hạt già hạt trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo trong 10 ngày trai trên đây. Nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này thời trong đời hiện tại, hay làm cho người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật này phổ quản. Vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thiết trăm nghìn muôn ức những sự oai thần lực lớn, nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh đó hạt được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hạt được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cho đến ngay chừng ba chữ, hai năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ, một câu. Thời những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, trong nghìn muôn đời về vị lai, thường được thoát sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp, danh hiệu của kinh khi Đức Phật, khi Đức Phật Như Lai tuyên bài ngợi khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, ngài Phổ Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bằng như thế rồi. Mang sang nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết có sự lợi ích nó, nên con mới bạch cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng: Kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bồ Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh. Đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Đây là tên thứ ba. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thời kiếp lao xa đến nay phải phát nguyện rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quảng Bồ Tát tiên chịu chắp tay cung kính lễ Phật mà lui ra. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Ha 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 Bun Sam Mô Đi So Ha.